chào anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh vườn của chú của mình thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một xíu về uh, giá thể và trụ leo cho những cái cây thân leo như thế này nha anh em thì anh em có thể thấy đây là những cái trụ leo cho những cái cây kiển lá thân leo này thì khi mà cây nó leo hết trụ rồi thì chắc chắn là nó sẽ bị đau sai chuyện đó là chuyện tất nhiên nha anh em cây mà đã cây thân leo thì nó phải có trụ thì nó mới úp đẹp được khi mà hết trụ thì nó sẽ bò ra như thế này và nó đau sai hoặc là những cây mà anh em trồng mà nó chưa có trụ anh em trồng mà nó chưa có trụ như thế này anh em đang phân vân không biết sử dụng loại trụ nào hoặc là anh em có những cây xịt sò xinh xắn như thế này anh em chưa trồng thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một cái combo trồng cây những cái cây leo này đơn giản cực kỳ và hiệu quả nha anh em đây, mình xin giới thiệu tới anh em một bộ full combo để anh em có thể trồng những cây leo kiện lá tối ưu đơn giản và hiệu quả nha anh em. Thì ở đây mình đã làm sẵn hết rồi. Một cái chậu nhựa 14 x 15. Chậu này thì là loại chậu có sẵn cái khớp nối. Anh em có thể gắn cái trụ này vào rất là đơn giản luôn. Đó. Rồi À, giá thể giá thể thì đây là một loại giá thể trộn nha anh em bao gồm à, dừa cục là loại dừa cục này thì nó có thể là giữ nước tốt và nó giữ ẩm cho cây không à, không à, không có bị úng cái 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 à, dừa nó to như này này thì nó sẽ có khoảng trống làm cho rễ cây phát triển tốt và không bị úng nha anh em rồi à, trộn với lại à, vỏ thông đá bumit và đá bơ lai à, những loại này thì đá bumit thì uh, nó cung cấp khoáng cho cây và nó làm đá bơ lai thì đá bơ lai với vỏ thông thì nó làm cho cái giá thể của em anh em nó không bị nén lại và với cái giá thể này thì rễ cây nó sẽ được uh, lâu ngày uh, cái vỏ thông này nó nó sẽ phân hủy ra và nó cũng sẽ cung cấp một uh, lượng phân nhất định nào đó cho cây và rễ cây nó sẽ không có bị úng nước, không có bị nén và nó dễ dàng nó phát triển ở trong cái chậu này nha anh em. Rồi tiếp theo là ba cái trụ, mỗi cái trụ này thì dài 29 cm, trụ dài đó nha anh em. Và bên trong thì mình có nhồi sẵn rêu rồi. Và trụ này thì anh em có thể nối lại với nối lại được với nhau như này. Anh em thích nối bao nhiêu trụ thì nối. Ba à, cái trụ này anh em nối lại với nhau. Đi kèm với nó là một cái bếp tưới nhỏ giọt thì loại béc này anh em có thể cắm vào trong chậu như thế này hoặc là anh em cắm trên đỉnh trụ béc này thì nó anh em có thể là gắn vào tất cả những cái loại chai mà có cái à, miệng như thế này hầu hết các loại chai thì nó đều có một size này thì anh em cắm vào đây và anh em đục một lỗ nhỏ trên này cho nước vào thì nó sẽ tưới nhỏ giọt cho anh em rất là tiện lợi để cho anh em không phải tưới nhiều và đi kèm đó là một ít phân hữu cơ dạng viên nén loại này thì anh em thích thì bỏ vô không thích thì anh em có thể bỏ phân tan chậm cái này mình chỉ tặng kèm cho anh em thôi nha và anh em dùng thì dùng không dùng thì bón cho những cây khác cũng được phân này nói chung là rất khá là tốt nhưng mà nó được cái là nó không có được lâu anh em anh em tưới nước vài lần là nó tan hết rồi mỗi lần anh em bỏ vài viên như này thôi anh em cứ tuần anh em bỏ ăn lần cây nó đảm bảo tốt luôn và full combo như thế này chỉ với giá 50.000 thôi nha anh em 50 000 cho một combo cả chậu, cả giá thể và cả rêu như thế này. Khi anh em nối vô ba cái trụ thì nó cũng được gần mét. Đó. Giá thể. Với cái combo này thì về anh em chỉ việc bỏ cây vào là anh em trồng thôi. Đơn giản, hiệu quả. À, với cái trụ rêu như này thì anh em về anh em có thể là nối vào tất cả những cái cây. Ví dụ như ở đây mình có một cái trụ mình làm sẵn rồi. Nhưng mà hiện tại thì cây nó đã leo hết trụ. Thì anh em có thể bỏ vào trong cái cách cái này anh em của mình thì nó vừa mình nhét vô thôi còn nếu mà nó cái nào mà nó bằng nhau thì anh em có thể dùng là dây rút anh em rút lại để nối lên và sau đó anh em cứ cứ việc như vậy nối lên cao thôi đó nối lên khi nào anh em thích cất tin nó thì cất còn không thì để cho nó leo cao càng cao thì nó càng sai hoặc là những chậu hoặc là những cây như thế này anh em đã làm những cái trụ này giống mình rồi đó làm những cái trụ này khi mà nó hết thì anh em cũng có thể cố định nó vào đây. Cái này mình có một tay mình làm không được. Đó, mình nhấn sâu một xíu thì anh em lại có tiếp tục một cái trụ để cho nó leo. Chứ nếu mà anh em không cho nó leo thì nó sẽ bị đau sai như thế này nha, nha anh em. Đó, đó là một cái combo 50 000 ngàn anh em nào mà có nhu cầu thì cứ nhắn tin theo cái số điện thoại ở phía trên góc trái màn hình đó mình sẽ đóng hàng mình gửi cho anh em qua đường bưu điện ship code nha anh em và anh em nhận hàng thanh toán tại nhà luôn à, chúc anh em có được những chiếc cây leo xinh xắn như thế này đây là một cây epi marble đó anh em để ý nó leo tới đây hết trụ thì mình lại gắn thêm trụ cho nó cứ vậy là cho nó leo thôi đơn giản chứ không phải ngồi anh em ngồi mò mò làm trụ rất là lâu và cái trụ rêu này thì mình cũng đã cái trụ này thì mình cũng đã nhồi sẵn rêu cho anh em rồi anh em về chỉ việc gắn vô thôi chỉ việc sử dụng thôi không phải làm cái gì cả rồi mình xin chào anh em hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha